Nhưng mà cái điều mà tụi em tò mò nhất so với người bình thường thì đó chính là chị là không ngủ. Chị có thể chia sẻ về cái câu chuyện đó cho mọi người được rõ không chị? Vì sao và từ đâu hả chị? Ngủ với cha mẹ là chui vô mụn, là coi chuyện tranh với chuyện thiếu nhi rồi đó, rồi chuyện tụ cổ tích rồi đó, là chị thức sáng đêm. Rồi xong rồi lớn lên chị vô xí nghiệp Legamet, em biết Legamet không? Tất cả trong phân xưởng những cái hàng hư của những người bạn ở trong đó thì chị gom về một chỗ chị sửa sáng đêm một mình chị. Thành ra chị sửa một mình chị sửa hết cái phân xưởng đó. Thành ra ngày này ngày kia chị có sửa mà chị không có ngủ. Vì chị là làm hóa đất sét và chị làm thời trang đó, rồi chị dạy dạy mấy học trò làm hoa trên mạng đó. Thành ra chị phải 6 giờ sáng chị thức, từ tối cho tới 6 giờ sáng bắt đầu chị lên võng chị nằm, là chị phải dạy cho tụi nó, chị bấm chị dạy cho tụi nó, nên chị không có giấc ngủ. Nhưng mà không phải chị mất ngủ, nhưng mà tại vì chị không buồn ngủ lấy đầu ngủ. Hoa mấy năm nay là chị không có ngủ một miếng nào luôn. Không ngủ, chị không ngủ. Thì ở đây công an đây đi từng đêm nào còn không đi trần từng đi từng đây, xong mới thấy chị, ủa sao chị mới kim sao không ngủ, chị không dẫn xe vô, chị để cửa nẻo vậy đó hả, mà bao nhiêu năm trời rồi. Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Phú đang ở Cần Đức, Long An. Và cái clip hôm nay á, Phú giới thiệu tới quý cô chú anh chị á, đó là chị Mỹ Kim, 30 năm không ngủ. Thì nghe bà con giới thiệu đó, thì hôm nay mình mới tìm tới để tìm hiểu nguyên nhân làm sao mà chị Mỹ Kim á, 30 năm không có ngủ. Và chị có rất nhiều cái tài lẻ như là nặng tò he và làm thơ. Thì đặc biệt á, là mình muốn làm cái chủ đề gì á, mình cứ nói là chị Mỹ Kim sẽ làm tặng những cái như là nặng tò he và làm thơ, thì mình sẽ ghi hình những clip sau. Còn bây giờ thì mình chỉ tìm hiểu cái vấn đề chị Mỹ Kim 30 năm mới ngủ. Bây giờ Phú mời quý chú anh chị cùng đồng hành với Phú clip hôm nay. Quý cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Hiện tại thì mấy anh em đang có mặt ở Cần Đước, Long An. Và khi mà ở khu vực này thì mấy anh em có nghe rất là nhiều điều về một người phụ nữ đặc biệt, có một cái cơ thể cũng kỳ lạ hơn mọi người nữa. Nếu như mà chúng ta một con người bình thường thì chắc chắn là phải ngủ, không ngủ trưa thì cũng phải ngủ tối. Nhưng mà chị Mỹ Kim chính là người phụ nữ đang ở ngay phía trước màn ảnh đây thì lại không ngủ. Một ngày là không ngủ một giờ nào luôn. Và đã kéo dài như vậy là trong bao nhiêu năm rồi hả chị? Nay cũng 30 mấy năm. 30 mấy năm rồi, tức là trong 30 mấy năm là không hề ngủ một miếng nào luôn. Có nằm nghỉ tại nó mỏi lưng quá, nằm thức, cầm máy. Dạ. Chị bấm, chị lướt, tại vì chị dạy hoa rồi đó, dạy thiết kế rồi đó, chị bấm giờ đó để chị dạy. Mấy anh em khi mà đi đến đây nghe cái câu chuyện đó thì thật sự là rất khó tin và cũng tò mò. Cho nên là hôm nay gặp chị Mỹ Kim. Chị hiện tại đang là chủ của một cửa hàng chuyên về thiết kế những cái trang phục đúng không chị? Thiết kế hàng diễn. Ngay phía sau chị cũng có rất là nhiều trang phục đây. Tức là một người rất là đa tài. Nhưng mà cái điều mà tụi em tò mò nhất so với người bình thường thì đó chính là chị là không ngủ. Chị có thể chia sẻ về cái câu chuyện đó cho mọi người được rõ không chị? Vì sao và từ đâu hả chị? Tại vì chị hồi xưa nước hồi còn bé chưa có đi làm thì chị ngủ với cha mẹ là chui vô mụn, là coi chuyện tranh với chuyện thiếu nhi rồi đó, rồi chuyện tụ cổ tích rồi đó, là chị thức sáng đêm, có khi cái đèn nó cháy mùng, ba với má cứ thay mùng mới hoài. Rồi xong rồi lớn lên chị vô xí nghiệp Legamet, em biết Legamet không? Legamet đường Trường Sơn đó, chị làm. Thì chị làm 3 tháng. Làm 3 tháng ở đó thì tay nghề chị cao quá nên chị được giống như ban giám đốc cho chị làm KCS để kiểm hàng thành phẩm. Thì thay vì kiểm hàng thành phẩm giống như là em cũng cái người đó bị hư hàng là em phải đưa trả cho người đó sửa. Nhưng mà đối với chị Mỹ Kim thì tất cả trong phân xưởng những cái hàng hư của những người bạn ở trong đó thì chị gom về một chỗ chị sửa sáng đêm một mình chị. Thành ra chị sửa một mình chị sửa hết cái phân xưởng đó. Thành ra ngày này ngày kia chị có sửa mà chị không có ngủ. Thì ông giám đốc Nguyễn Hữu Phương đó, ông nói tại sao em thức đêm em sửa hàng cho công nhân
nó làm hư thì em phải trả hàng cho công nhân sửa chứ, tại sao em ngồi em sửa hàng tháng này qua tới tháng kia vậy? Nó thôi tội nghiệp quá, thôi em sửa luôn. Tại vì trong đó kiểm quá, làm trong phân xưởng thì kiểm quá phần nhiều là bị công nhân ghét. Sửa hàng thảy lợn nhỏ này thì phải chửi nha, la dữ lắm nha, phải sửa cái đó, sửa cái tay, sửa cổ, còn chị không có. Cái nào hư chị đem về máy chị. Chị có một cái phòng ngồi có cái máy. Chị vừa làm thời gian rảnh chị làm thú nhờ bông nè, rồi chị làm hoa chị bán. Còn chị trong cái thời gian mà chị trong giờ làm việc thì chị sửa hàng cho công nhân. Thành ra cái giấc ngủ của chị nó đã quen rồi. Đó, thì về ngủ với ba má hay ngủ với anh chị em cũng vậy, là chị cũng chùm mền và tắt máy và chị coi phim sáng đêm luôn. Hiểu không? Có nghĩa là nếu ngủ chung với người nào cũng vậy, cũng là nằm chung nhưng mà chị không có ngủ, là chị là bấm máy cái lo nhỏ lại rồi bắt đầu chị coi tới sáng. Chị lướt mạng sẽ nhiều, học hỏi cái này, học hỏi những cái điều hay đó, học hỏi những cái kinh nghiệm. Tại vì chị là làm hóa đất sét và chị làm thời trang đó, rồi chị dạy mấy học trò làm hoa trên mạng đó. Thành ra chị phải 6 giờ sáng chị thức, từ tối cho tới 6 giờ sáng bắt đầu chị lên giọng chị nằm, là chị phải dạy cho tụi nó, chị bấm chị dạy cho tụi nó, nên chị không có giấc ngủ. Nhưng mà không phải chị mất ngủ, nhưng mà tại vì chị không buồn ngủ lấy đầu ngủ, chị không có buồn ngủ, chị rất là tỉnh, lúc nào chị cũng tỉnh chứ. Làm với cái dây ngủ. Ba mươi năm nay là chị không có ngủ một miếng nào luôn. Không ngủ, chị không ngủ. Chị không ngủ. Hồi nhỏ thì không biết, lúc mà cha sanh mẹ đẻ hồi nhỏ thì chắc có ngủ chứ, nhưng mà tại vì chị từ hồi mình lớn lên, từ bé lên biết mê truyện tranh á, coi suốt đêm coi mê quá, rồi xong mới lớn lên coi những cái chuyện Quỳnh Dao, coi hay quá cái thức sáng đêm, nó quen con mắt rồi. Rồi sau này chị làm ở Lê Gà Mét xong rồi, chị làm 7 năm, rồi bắt đầu chị ra chị mở tiệm, chị mở tiệm mai, chị vẫn mai đồ bình thường, cũng sáng đêm chị cũng mở cửa vậy nè. Không có tiệm nào mà chị đóng cửa trơn, chị mở hết 4 năm cánh cửa vậy, bắt đầu chị làm tới sáng. Vậy đó. Chị, từ khi chị phát hiện là chị không ngủ được là lúc chị đi làm Lê Gà Mét hả chị? Đúng rồi, chị đi làm Lê Gà Mét, chị sửa hàng nhiều quá, được nó quen mắt. Tại vì em biết sao không? Nếu mà em không sửa hàng hết thì em phải đền hợp đồng cho cái bên cái nước đó. Hồi xưa chị làm bên Lê Gà Mét là mai áo sơ mi cho bên nước Mỹ. Đó thì những cái thùng hàng mà đóng hàng đó, là có nghĩa là nó, cái người mà gọi kiểm hàng đó là cái người bên nước ngoài. Khi mà họ mở cái thùng hàng đó ra có một cái hư là sửa toàn bộ luôn. Thành ra nguyên phân xưởng chị là sửa hàng dữ lắm. Mà chị cứ ngồi chị sửa suốt đêm cho tụi công nhân đó. Thành ra chị được tình cảm của công nhân lắm đó. Tức là do cái đặc thù của công việc ít ngủ, cho nên đó là chị thành một cái thói quen luôn, và chị không ngủ cho đến ngày hôm nay luôn, là hơn 30 mấy năm rồi. Một cái người bình thường đi thì nếu như mà có bị chứng mất ngủ thì cũng là 1-2 ngày, hoặc là cùng lắm thì người già có thể còn một tháng gì đó. Đúng rồi. Khó ngủ chứ cũng không phải là không ngủ nữa, còn chị là lại không ngủ luôn. Chị thì không đó ngủ. Cũng là một cái điều lạ. Mà trước khi đến đây em nghe mọi người nói về chị thì em cũng có tìm hiểu là thế giới cũng có cái hội chứng như thế này, nhưng mà rất là hiếm. Ở những cái nhóm người rất là hiếm, chứ không phải là đại trà. Bởi vì là mình biết là cơ thể của mình khi mà một ngày như vậy mình tiêu hao rất là nhiều năng lượng, thì tối là cái thời gian để mà mình nạp lại những cái năng lượng đó. Đúng rồi. Mình, những cái bộ phận cơ thể của mình nó được nghỉ ngơi. Dạ, thì mình mới có thể mình tiếp tục mình sống tiếp. Ngày hôm sau mình lại có năng lượng để mà mình làm tiếp. Nhưng mà chị thì khi mà chị không ngủ như vậy thì ngày hôm sau chị vẫn khỏe mạnh bình thường hả? Cũng khỏe mạnh thường. Nói chung là chị không có buồn ngủ. Những cái người mà đặt hàng diễn chị, giống như Tuyết nè, ở đây là con Tuyết là chị mua chuyên môn mai hàng diễn cho Tuyết. Còn trên Sài Gòn là có Triệu Phú là mai hàng diễn trên Sài Gòn, là mai cho những người song ca tuyệt đỉnh. Nhưng mà chị mai là qua tay một người chủ là Triệu Phú. Triệu Phú xuống đặt hàng giống như Tuyết vậy đó, nhưng mà cái hàng ở trên trển thì nó cao hơn, tại vì những cái người mẫu mà nó cao. Còn của Tuyết á là các trường học đó. Thành ra Tuyết á có nghĩa là chứng kiến những cái lúc mà chị mai đồ tháng này tháng kia không có ngủ. Chị ra hàng rất là lẹ, rất là nhiều. Một đêm chị có thể ra mấy chục cái vậy đó. Người ta thợ mai 1-2 cái, nhưng mà chị ra một ngày, một đêm mấy chục cái, chị rất là tỉnh ngủ.
Có nghĩa là những cái người thợ của chị ngồi làm với chị 12 giờ là đã ngủ trơn rồi. 1 giờ nó gục hết rồi. Nhưng mà chị là ngồi làm sáng đêm. Tức là một chút nữa là sẽ có những người bạn hàng cũng như là một số người hàng xóm ở đây sẽ xác minh về cái việc là chị không hề ngủ trong thời gian vừa qua. Chút nữa tụi em sẽ phỏng vấn được những cái người như vậy đúng không? Tại vì thực sự thì... Tí thì nó rành lắm, tí thì tại vì nó đặt hàng diễn vậy hàng ngày đây nè, hàng nó còn đây nè. Thì nó ra chứng kiến chị sao trời ơi đặt hàng lẹ quá, nhanh quá, mà tại sao làm sáng đêm không có ngủ. Chị ơi chị ngủ đi, nó trời ơi chị đâu có buồn ngủ đâu. Thì ở đây công an đây đi từng đêm nào còn không đi trần từng đi từng đây xong mới thấy chị, ủa sao chị mới kêu sao không ngủ. Chị không dẫn xe vô, chị để cửa nẻo vậy đó hả, mà bao nhiêu năm trời rồi. Ha. Chị Tiết ơi, chị cho em hỏi cái câu này ha. Em cũng có nghe bà con chòm sớm đây chia sẻ là cái cửa hàng của chị ở đây là mở cửa sáng đêm. Mà đặc biệt là những cái người thanh niên rồi đó là không dám bén lẻn vô đây. Chị có thể chia sẻ với em cái câu chuyện đó không? Đúng rồi, không dám bén mảng tới đây là tại vì sao? Có thời gian á, mấy anh công an á, mặc đồ sơ jean vô. Chị tưởng đâu là người sửa hàng hàng đêm. Chị dữ lắm, chị đuổi xô, chị dữ lắm. Thành ra không có ngày nào. Nói chung là cũng có những đàn ông bén mảng tới chị. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với chị rồi là biết chị không có thích. Có nghĩa là chị không có muốn dính líu tới đàn ông. Chị nghĩ vậy nè. Từng tuổi này rồi dính líu đàn ông mà sanh đẻ rồi sao mà lo cho con cái, thấy không? Chứ chị không có thời gian rảnh để mà lo cho con. Thành ra chị không có thích là những cái cuộc tình của trai gái. Nên thành ra chị cũng có nhiều người đến với chị nhưng mà chị từ chối hết. Mà cái cách từ chối của chị cũng tế nhị, cũng có khi hung dữ lắm mà. Chị hung dữ lắm á. Thành ra không có người nào mà dám vô, nói thiệt mà nói. Vậy là chị Miếng Kim là không có lập gia đình? Không, chị không lập gia đình. Hồi xưa chị có người yêu, nhưng mà chị dẫn bạn gái đi theo chị ngồi trước. Bạn chị ngồi kế bên, lái xe, đi làm đất. Nó xin là cho em đi theo rồi em mua sữa cho con em uống. Chị cũng cho nó đi theo, mới có 3 tháng nó đớp luôn bộ chị luôn. Nó đớp luôn. Vậy là do là chị có mặc cảm với cái chuyện đó, cho nên từ đó chị không có nghĩ. Nó đớp luôn bộ chị, mà tại vì nó cũng nó có con rồi, mà nó có kinh nghiệm rồi, còn chị đâu có biết vấn đề gì đâu, hiểu không? Vậy là do chị đã từng... Chị đã có yêu rồi đó. Rồi, yêu rồi mà chị tin tưởng mà cái người... mà cái người này nè, nào giờ chị... Cứ bằng giới thiệu biết bao nhiêu người mà không chịu. Hồi xưa là quen nhau vậy. Ổng lụm cái bóp tiền của chị. Xong rồi ổng đi lên Sài Gòn, ổng tìm chị, ổng trả. Thì chị thấy người này đàng hoàng quá. Xong bắt đầu chị mới đem bạn bè, những chủ phòng trọ không chị giới thiệu. Không chịu, giận. Giận về bắt đầu mới dẫn vô vũ trường. Chị mới khiêu vũ với mấy cái đứa em của chị đó. Mà cái năm 2000, năm 1918, hình như là... Năm 97 là chị làm xí nghiệp. 2008 là chị vô khiêu vũ. Khiêu vũ với mấy người bạn đó là biết chị. Thành ra khi mà chị dẫn người bạn này vô trong đó, chị có lo khiêu vũ không ạ? Thì anh bạn này cứ đòi về hoài. Thì chị mới làm mai không được. Bắt đầu vài tháng sau bắt đầu mới tỏ tình, mới quen nhau. Chị cũng có người yêu đàng hoàng, nhưng mà tại vì sao chị tin tưởng quá. Nhưng mà cái con nhỏ đó nó tên cái con Tâm đó. Tâm ở ngoài nhà, ở Tân Hòa, Gò Công, ai cũng biết hết đó. Rồi xong cái chị dẫn theo, chị cũng săn sóc nó, chị lo lắng cho nó dữ lắm. Cái mỗi lần chị mệt á, chị làm sáng đêm mà chị mệt, cái chị dọn cơm cho hai người ăn, giống như hai chồng vậy đó. Giống như mình dọn hai chồng đó, rồi mấy mình đi nằm lên live stream để mình dạy. Cứ vậy á, mới một tuần sau là chị mất luôn. Là tin bạn là mất chồng ấy đúng không? Mất luôn, không hỏi chồng, là bồ thôi. À, tin bạn là mất bồ. Chưa cưới mà. Chưa cưới. Từ đó trở đi là mình bắt đầu mình mới trở nên là mình... Từ đó về sau không tin đàn ông nữa, tại cái người của mình rất là tốt. Không có một người nào mà tốt như ông đó, thiệt. Hiền mà tốt. Sống rất là chân thật. Hai nữa là trung tình. Nhưng mà tại vì cái người đó là người cao cơ quá làm sao không biết. Rồi hả? Rồi mình có phản ứng lại không chị? Không. Chị âm thầm rút lui. Chị dọn tiệm chỗ khác, tại vì chị là chủ tiệm mà, chị dọn, muốn được dọn đâu dọn. Thì chị dọn ra ngoài thị xã, chị làm chị tránh mặt luôn. Thành ra, chứ không phải là tự nhiên mà chị sống độc thân đâu. À,
vì cái anh đó mà giờ chị khép lại cái cuộc đời chị là giờ chị đúng rồi, đầu tiên cũng có mối tình, nói tình yêu cũng có, nhưng mà tại vì dẫn bạn đi theo cái bạn đớp luôn rồi thôi, có từ đó vì sao chị không có quen người nào luôn. À, chị có cái giống như chị có cái quan niệm á, đàn ông không chung tình là chị thôi dẹp bên. Trở lại với cái câu chuyện mà chị là một người không ngủ trong hơn 30 mấy năm á, thì có bao giờ chị đi khám sức khỏe của chị không? Có, khám sức khỏe thì bác sĩ nói là bình thường, phổi cũng bình thường, nhưng có một cái chị bị gì biết không, bị chứng bệnh đau bao tử. Chị đau bao tử đó. Tại uống thất thường hay sao? Chị ăn uống thất thường lắm, chị ăn ít lắm, chị ăn nửa chén cơm vậy nè, mà chị thích ăn cháo hơn ví dụ vậy. Nhưng mà những lúc mà chị đói á thì chị uống sữa đó, chị uống sữa non á. Đó. Sữa non là giống như chị Tiết chị cũng bán sữa non. Là cái bệnh mất ngủ của chị là do thứ nhất là đặc thù cái công việc. Công việc gấp quá. Hồi nhỏ là chị mê đọc truyện. Mê đọc truyện đúng rồi. Rồi lớn lên đi làm. Đi làm rồi sửa đồ ôm chị người khác. Bắt đầu là chị làm giùm cho người khác, chị không có ngủ. Đúng rồi. Bắt đầu cái bộ máy sinh học của chị từ từ nó thích nghi. Thích nghi đúng rồi. Nó quen luôn. Và từ đó trở đi là chị không ngủ. Đúng rồi, từ đó chị. Thành ra ở đây ai cũng nói chung là ở đây nửa khuya người ta ngủ hết ráo rồi, chỉ có công an là nó chứng kiến. Ngoài cái biệt tài chị không muốn ngủ đó, chị Tiếp còn có biệt tài nào nữa thêm không chị? Có chứ, chị biết chơi đàn guitar, chị biết khiêu vũ chuyên đề. Nếu mà có một người kép nào mà khiêu vũ hay là chị có thể thi chung. Và chị ca vừa rồi đi thi chung với Bích nè, Bích cũng vô vòng nè, mấy trăm người mà vô vòng. Rồi là chị thi là vô vòng bài gì thì? Bài Người đàn bà cũ. Người đàn bà cũ à? Chị có thể hát tặng cho bọn em nghe được không? Trời ơi, hát không có nhạc sao hát? Chạy rồi, hát mấy câu thôi ha. Dạ. Hát không có nhạc, khó hát lắm. Có đàn dễ hát, có đàn guitar dễ hát. Chỉ là chị tự đàn, chị tự hát luôn. Ừ. Hay là mình lấy đàn mình cho chị tự gảy, chị thì tự hát cho mình nghe. Chị lấy đàn là chị chơi luôn đi. Chị vừa đàn vừa hát. Đàn hả? Yeah. Khi tôi không thuộc về ai thì anh chưa có nên ngu hoài. Khi tôi không thuộc về ai, bao nhiêu người gọi thầm tên tôi. Khi tôi không buồn về ai, nhiều từng buồn lời hững hờ. Khi tôi không buồn về ai, nhìn đời bóng dưng thơ. Là vì tôi đã không còn là của riêng ai. Bước chân tôi đi, có bao người nhìn thấy thế giới đông người, tôi ung dung mỉm cười đêm buông, tóc xoa buông dài, nụ cười làm ngây ngất lòng ai. Khi tôi không buồn về ai, hàng bao ánh mắt quay quanh mình. Khi tôi không buồn về ai, bao nhiêu người gọi thầm tên tôi. Khi tôi không buồn về ai, những lời yêu thương đắm say. Khi tôi không buồn về ai, đời bóng quên em. Thôi chị quên rồi. Khởi động nhưng mà chị chưa bao giờ hát để đàn bài này. Chị hát những cái bài khác, chị đờn xì lô bài khác, rumba bài khác chứ không. Chị thi này là nhạc sĩ đàn chứ chị chưa bao giờ đờn bài này. Dạ em chào anh. Chào. Anh cho em hỏi, anh là bạn của chị Mỹ Kim anh. À, bạn của chị Kim. Thì anh biết chị Mỹ Kim không có ngủ nay bao lâu anh? Nghe nói cũng lâu lắm rồi đó, nhưng mà mình tại hôm nay có đi xuống mày với bà xã, nhưng mà có chơi chị Kim thì chị cũng nói chị mất ngủ lâu lắm rồi. Dạ. Thì anh chơi với bạn chị Mỹ Kim cũng lâu lắm hả anh? Lâu.
Nhưng mà chị em thì có nghĩa là chị cũng nói là chị ngủ không được. Dạ. Nhưng mà không biết bởi vì hôm nay mời anh em tới coi thử coi có cách nào hay là trên đài có ai hiểu được cái gì cho để cho chị ngủ được không? Dạ. Đó. Thì cái bài thuốc gì để chỉ cho chị uống như cho chị ngủ. Dạ thì hôm nay thì em cũng có nghe chị Tiết đó. Đây là giới thiệu. Thì em cũng mấy anh em cũng tới đây là quay một clip để giới thiệu với lại bà con cô bác mình qua đây đi chị Tiết. Qua đây. Thì chị Tiết là cái người tiếp xúc với lại chị Mỹ Kim thường xuyên. Đúng rồi. Chị Tiết thì tiếp xúc nhiều rồi, để chị Tiết qua chị Tiết phỏng vấn rồi lên coi có cái bài thuốc gì cho chị Kim uống với ngủ được không? Dạ ngồi đi chị Tiết. Chứ tôi cũng nói chị Kim á, mỗi lần mà ngủ không được thì quất vô một xị là ngủ chậm cản. Khi mình cũng có nói chơi với chị Kim á, nghĩa tiền nhiều quá ngủ cũng không được. Cứ người ít tiền ngủ ngon lắm. Cũng như tụi tôi quất vô một xị là ngủ ngay.